Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Trần Đại Quang có bồ bịch đến con riêng và đến nay thì lộ tin Nguyễn Xuân Phúc cũng có bồ bịch và con riêng. Đó là bài viết của blogger Người Buồn Gió, bài viết được đăng trên trang blog của Người Buồn Gió. Cho dù ghét Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhưng khách quan thì Phúc không phải là kẻ thân tàu lắm. Nhìn thái độ của Phúc lon ton chạy đến bên Trung, thấy Trung vẫy tay chào lia lịa như trẻ con gặp ông anh tốt hay cho quà. Những cử chỉ của Phúc tuy ngô nghê không xứng với tầm của nguyên thủ nhưng nó nói lên từ trong lòng Phúc thích Mỹ thế nào. Cũng tương tự như Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc có con riêng với một người đàn bà tuổi thân. Tử Vi nói khi sinh thằng bé, vận Phúc sẽ lên như diều gặp gió. Quả thật đúng như vậy, khi sinh thằng bé, Phúc được vào Bộ Chính trị và nắm luôn chức Phó Thủ tướng Thường trực. Khi chắc chắn xuất Thủ tướng, Phúc tặng sinh nhật con trai mình một chiếc xe siêu sang, mặc dù thằng bé mới 6 tuổi. Mặc đứa bé đã được Phúc cho đàn em hợp thức hóa khai sinh bằng cách kiếm một thằng đóng thế như kiểu dạng thân Đức Nam. Nhưng rất nhiều người rõ chuyện, mẹ đứa bé được Phúc dùng làm chân liên lạc đưa tin đến những nơi quan trọng. Tới tầm gay gắt nhất của những cuộc tranh đua vào ghế đại hội 13, tình báo Hoa Nam tung ảnh bé con riêng của Phúc lên rồi định hướng dư luận đó là con riêng của Nguyễn Phú Trọng. Một sự thâm độc rợn người, tình nhân của Thủ tướng lại đăng ảnh nói là tình nhân của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thử hỏi ông Trọng có điên không? Thằng khác ăn, ông ấy là người đổ vọ và ông cùng với Hoa Nam lợi dụng cái sự oan ức ấy họp trung ương nói vì đồng chí Phúc như thế, người ta nghĩ oan cho tôi phải xử. Ai dám bảo ông Trọng là quá đáng, ai dám không ủng hộ ông triệt ông Phúc. Nếu như Phúc làm theo ý của ông Trọng và Hoa Nam thì không sao, còn trái ý thì tất nhiên Phúc sẽ bị lôi ra xử tội tư cách đạo đức lối sống Hồ Chí Minh như ông Trọng đã giăng bẫy phát biểu rất nhiều trong dịp gần đây. Vì sức ép như thế, Nguyễn Phúc đã vội vàng đi thăm đặc khu Vân Đồn, đồng thời ký gấp lệnh cho đặc khu Phú Quốc cho phép người nước ngoài tàu công ra vào thoải mái. Mục đích của những kẻ tung hình ảnh vợ con Phúc và gán đó là con của Trọng đã thành công. Liệu chúng còn thành công bao nhiêu lần nữa khi dùng chiêu bài khốn nạn này? Chiêu bài như đã thành công với Trần Đại Quang và còn nhiều người khác nữa. Thực sự thì cái cơ chế chọn nhân sự vào chủ chốt của Việt Nam gần đây rất khốn nạn, đặc biệt là từ thời Trọng làm Tổng Bí thư. Miệng thì lu loa phải chọn nhân sự có lối sống đạo đức, nhưng kỳ thực chỉ chọn những ai có dấu vết về vợ lẽ, con riêng để đưa vào Bộ Chính trị, từ đó dễ bề kiểm soát và khống chế nếu đi sai hướng. Từ Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Phúc và nhiều kẻ nữa trong Bộ Chính trị thời Trọng làm Tổng Bí thư đều có vợ lẽ, con riêng trước đó. Trọng và Hoa Nam đã chọn những kẻ như vậy vào để khi cần đem ra khống chế. Những kẻ có vợ lẽ, con riêng thực thì được chọn vào, những kẻ không mắc khuyết điểm gì, chỉ có tin đồn vu vơ là trai gái lập tức bị loại thẳng thừng. Vì đấy là tin đồn không phải sự thật. Chứ nếu là có trai gái bồ bịch thật, có khuyết điểm thật rõ ràng, có bằng chứng để cho các đại ca nắm thóp thì các đại ca mới cho vào ngồi cùng bàn. Có lẽ để cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không bị thế lực Hoa Nam ép buộc vì chuyện vợ lẽ con riêng, thực thi những việc có lợi cho chúng. Ở hoàn cảnh đã thế này, người dân nên thẳng thắn thừa nhận rằng chuyện vợ lẽ con riêng của Thủ tướng Phúc không là gì với nhân dân cả. Nhân dân chỉ cần ông ta làm tốt vai trò thủ tướng mang lại lợi ích cho dân tộc, đất nước. Còn chuyện vợ lẽ con riêng của ông ta là chuyện đã rồi, thông cảm và không lên án. Để vô hiệu hóa đòn thâm hiểm của Hoa Nam nhằm khống chế ông ta, thậm chí là ủng hộ ông ta và không đồng ý để kẻ khác thay thế ông ta. Chỉ cần yêu cầu CLMV Nguyễn Xuân Phúc giảm bớt bộ sậu sân sau, loại trừ những con cá mập tài chính, mafia kinh tế, những kẻ bám theo ông ta để thực hiện kiếm tiền bằng hợp tác những dự án với bọn Trung Quốc. Chỉ có chiêu thức độc như vậy mới đối phó được với chiêu thức độc của bè lũ Nguyễn Phú Trọng và bọn tình báo Hoa Nam. Nguyễn Xuân Phúc nên giải tán nội các. Dự án đường sắt cao Cát Linh Hà Đông vay tiền Trung Quốc và do nhà thầu Trung Quốc thực hiện, dù đội vốn gấp đôi đến không biết bao giờ xong,
đang là cái xương mắc nghẹn. Hôm thứ Ba 2 tháng 6, báo chí trong nước tường thuật cuộc họp báo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sau phiên họp thường kỳ hàng tháng. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được đẩy ra giải thích về trách nhiệm của các bên về dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Theo tường thuật của báo Dân Trí, ông Đông nhìn nhận tổng thầu Trung Quốc, công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, tổng thầu EPC đòi phải đưa thêm 50 triệu đô la mới làm tiếp những phần còn lại của dự án, gồm cả phần chạy thử các đoàn tàu. Ông Đông nêu các điều khoản của hợp đồng để thoái thác, đưa thêm tiền và cho hay đã thanh toán cho nhà thầu 80% giá trị hợp đồng. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi nghiệm thu và chỉ giữ lại 5% là chi phí bảo hành giống như các dự án khác. Dịp này, báo Dân Trí tường thuật theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án đường sắt đô thị Hà Nội Cát Linh Hà Đông hiện đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Các công việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện hiện trường, mỹ quan, chỉnh sửa một số thiết bị để chuẩn bị việc vận hành thử toàn hệ thống, chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ hoàn công để phục vụ công tác nghiệm thu bàn giao dự án. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, báo Lao động hé lộ cho thấy Bộ Giao thông Vận tải đang dối gạt dư luận chứ không nói ra sự thật. Trong các báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý dự án đã nhiều lần khẳng định dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã hoàn thành 99%, nhưng báo cáo mới đây cho thấy 1% còn lại là một núi vấn đề. Trong đó có yêu cầu lên đến 1.100 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với 47,3 triệu đô la Mỹ từ phía tổng thầu Trung Quốc, tờ Lao động viết. Theo nguồn tin này, tại phụ lục tình hình thực hiện các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải gửi kèm theo báo cáo số 260/BCCP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, trong khi nhà thầu vòi 50 triệu đô la, một sự thật được phơi bày là dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông không phải đã hoàn thành tới 99%, nghĩa là chỉ còn 1% như báo cáo trước đây mà vẫn còn quá nhiều vấn đề. Trước đó, ba hạng mục công trình còn lại vẫn còn tồn tại cả về hiện trường và hồ sơ. Chưa đủ điều kiện nghiệm thu vẫn đang được tổng thầu chỉnh sửa và khắc phục và tồn tại về phần kiến trúc. Riêng phần thiết bị tổng thầu tư vấn TEDI, tư vấn ACT vẫn đang tiếp tục trao đổi làm việc với thống nhất các nội dung còn vướng mắc về thông số thiết bị và một số hạng mục chuyên ngành thiết bị. Tờ Lao động cho rằng một dự án tưởng chừng chỉ còn 1% ấy thế nhưng cho đến thời điểm này còn cả một núi vấn đề. Từ nhu cầu vốn, trang thiết bị, tồn tại về kiến trúc, cho nên ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ này, cụ thể là việc bố trí 50 triệu đô la này, hay chỉ là nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm. Trong bài bình luận hôm thứ Hai tháng 6, hôm ngày 2 tháng 6, Lao động viết là một dự án đội từ 552 triệu đô la lên 891,92 triệu đô la, chậm tiến độ 10 năm, đang phải trả lãi mỗi năm 650 tỷ, tương đương với 28 triệu đô la, đang bị đòi thêm 50 triệu, giao tiền ngay. Chưa rõ vận hành và biết chắc sẽ lỗ, nó là gì nếu không phải là một khúc xương 13 km không thể nuốt trôi. Tờ Lao Động dẫn bài viết của Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại các nước Trung Đông, Nguyễn Quang Khai về một dự án đường sắt trên cao ở Phi Châu cũng do nhà thầu Trung Quốc thực hiện, dài 31 km, 39 nhà ga. Tốc độ tàu chạy có thể đạt đến 70 km một giờ, vốn đầu tư 475 triệu và hoàn thành sau 38 tháng. Ông Đại sứ Khai dẫn số liệu Bộ Giao thông Vận tải Ethiopia cho biết chỉ trong 9 tháng dự án này hoạt động đã tạo ra 13.000 việc làm, lãi 3 triệu. Đường sắt Cát Linh Hà Đông tổng thầu dự án vừa gây bức xúc dư luận Việt Nam khi đề nghị cần 50 triệu đô la để vận hành hệ thống và yêu cầu thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao. Tức dự án này đội từ 552 triệu đô la lên 891,92 triệu đô la, gần gấp đôi, đã chậm tiến độ 10 năm, đang phải trả lãi 650 tỷ trên một năm và còn bị đòi thêm 50 triệu đô la tiền mặt. Đại sứ Việt Nam tại các nước Trung Đông, ông Nguyễn Quang Khai vừa có một so sánh Cát Linh Hà Đông với một dự án của Ethiopia dài 31,1 km và 39
Nhà ga với tốc độ tàu 70 km/h cũng của tổng thầu Trung Quốc. Theo đó, cũng với tiêu chuẩn tương tự, công nghệ tương tự, nguồn vốn tương tự với Cát Linh Hà Đông, nhưng vốn đầu tư dự án đường sắt trên cao ở Ethiopia chỉ 475 triệu đô la và hoàn thành sau 38 tháng. Trong khi Cát Linh Hà Đông chỉ có 11 km nhưng vốn là 868 triệu, đắt gấp 4 lần và chưa rõ khi nào mới vận hành. Đại sứ Nguyễn Quang Khai đưa số liệu của Bộ Giao thông Vận tải Ethiopia cho biết chỉ trong 9 tháng, dự án này hoạt động đã tạo ra 13.000 việc làm và lãi 3 triệu đô la. Sau 8 lần vỡ tiến độ, đội vốn 200% cho đoạn đường 13 km xây dựng 9 năm, hứa hẹn lần cuối cùng 31 tháng 12 năm 2019 đường sắt phế liệu Cát Linh Hà Đông sẽ hoạt động. Nhưng trong báo cáo mới nhất của chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc gửi cho Quốc hội với ý chưa biết chính xác ngày nào sẽ chạy, chưa kể nhà thầu Trung Quốc đòi thêm 50 triệu đô la rồi hứa sẽ hoàn thành. Một dự án tốn kém ngân sách vô cùng lớn của quốc gia mà không mang lại hiệu quả gì cho đất nước, mà không biết bao giờ sẽ trả hết nợ cho Trung Quốc. Bà má ở tận rạch giá bán cá dưới chợ quê, hay bác nông dân trồng ý dĩ ở tận mù căng trại, không biết mặt mũi cái đường sắt phế liệu ấy là gì, cũng bắt họ trả trong rừng thuế. Chế độ cá tra là cái tên phải chịu trách nhiệm chính cho việc xảy ra tình trạng gây thiệt hại và lãng phí trên. Nhìn xa hơn, chúng ta thấy thể cũng khác gì với thời của Đinh La Thăng là mấy, vì ai lên cũng làm chỉ đến thế, vì bản chất của những quyết sách ấy phải đến cấp cao hơn. Ở đây không ai khác người đứng đầu chính phủ, đó là KLMV Nguyễn Xuân Phúc. Thật vậy, nhìn lại nội các của KLMV Nguyễn Xuân Phúc đang điều hành chính phủ, ngoài phá hoại ra chẳng để lại gì cho đất nước được một ý nghĩa gì. Dù đó là phát triển mặt nào đó, mọi mặt đều suy giảm. Duy nhất nợ công là tăng cao, tăng vọt, tăng một cách bền vững. Từ một dự án của Bộ Giao thông Vận tải nhìn qua Bộ Tài nguyên Môi trường do Trần Hồng Hà chịu trách nhiệm quản lý xem, từ cách xử lý thảm họa Formosa đến báo cáo Bộ Quốc phòng mới đây nêu rõ Việt Nam mất 162.000 hectare đất vào tay Trung Quốc. Vậy mà Hà ra mồm chối là không có chuyện đó. Rồi đến ngành giáo dục, một bộ trưởng đạo văn nói ngọng luôn bị chỉ trích kém năng lực, để rồi càng lãnh đạo nhạ càng làm băng hoại đạo đức của học sinh, chuyên lấy thành tích để báo cáo mà bỏ qua cách dạy thế hệ trẻ làm người. Vụ cháu Long chết ở trường Gateway đã làm sụp đổ niềm tin hoàn toàn, khi một trường dạy học mà bịa đặt cái chết của Long đánh lạc hướng dư luận sang hướng khác không đúng sự thật. Chưa kể Bộ Công an chuyên lạm dụng quyền lực để bắt nạt dân chúng, chỉ biết hạch sách dân, đàn áp, cướp đất, gây rối loạn xã hội. Quân đội thì chỉ biết làm kinh tế và lo cho lợi ích nhóm, cho cá nhân, bỏ bê chủ quyền lãnh thổ, giặc vào thì bỏ chạy. Nếu một cá nhân sai thì ta xét trách nhiệm cho cá nhân đó, ở đây cả chính phủ yếu kém, không có năng lực để quản trị quốc gia, không một người tài giỏi nào để làm tốt vai trò của mình. hoặc có nhưng không có điều kiện thể hiện. Hay nói cách khác, người tài thì không có quyền quyết định, người có quyền quyết định thì hoàn toàn không có đầu óc, hay còn nói là ngu si. Phải chăng KLMV Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu chính phủ, nên giải tán nội các ăn hại của mình, sau đó bắt thể cá tra cùng với Trần Hồng Hà đem ra bắn làm gương cho chính phủ khác lên điều hành? Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thanh toán 50 triệu đô la của tổng thầu Trung Quốc không được xem xét. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải mới đây cho biết đề nghị thanh toán 50 triệu đô la của tổng thầu Trung Quốc không có văn bản chính thức nên không được xem xét. Cụ thể, theo báo VN Express sáng ngày 2 tháng 6, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong cuộc họp trực tuyến giữa dự án Ban quản lý dự án đường sắt tổng thầu Trung Quốc, phía tổng thầu đề nghị được thanh toán 50 triệu đô la để chạy thử tàu toàn tuyến phục vụ cho công tác nghiệm thu. Đây là ý kiến trao đổi trong cuộc họp không có văn bản chính thức nên chúng tôi không xem xét đề nghị này, ông Đông nói. Trước đó, trao đổi với phóng viên báo Dân Trí chiều ngày 1 tháng 6, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết đây là đề nghị không chính thức, không có văn bản cụ thể. Trường hợp là đề nghị chính thức thì phía Việt Nam cũng không chấp thuận.
và phải thực hiện theo điều kiện quyết toán đã ký trong hợp đồng EPC. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng chạy thử dự án là việc của tổng thầu phải thực hiện. Phía Việt Nam không có trách nhiệm giải quyết, quyết toán thêm khoản tiền này. Hiện nay dự án đã giải ngân hơn 14,7 nghìn tỷ đồng trong tổng số 15 nghìn tỷ đồng, đạt 81,9%. Báo Thanh Niên cho biết dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông có chiều dài 13,05 km, gồm 12 ga và một khu depot. Chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đường sắt. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 8.770 tỷ đồng, tương đương với 552,86 triệu đô la Mỹ. Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 18.002 tỷ đồng, tương đương với 868,4 triệu đô la Mỹ. Trong đó vốn vay ODA của Trung Quốc là 13.867 tỷ đồng, tương đương với 669,62 triệu đô la và vốn đối ứng là 4.134 tỷ đồng, tương đương với 198,43 triệu đô la Mỹ. Dự án được khởi công vào tháng 10 năm 2011, kế hoạch hoàn thành đưa vào khai thác thương mại trong quý 2 năm 2019. Giải ngân từ đầu dự án đến nay là 14.737, 6 trên 15.100 31,6 tỷ đồng, đạt 81,9%, giải ngân năm 2020 là 161,2 nghìn tỷ đồng, tương đương với 555,2 tỷ đô la, đạt 29%. Báo Thanh Niên cho biết dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông có chiều dài 13,5 km, gồm 12 ga và một khu depot. Chủ yếu đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đường sắt. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 8.770 tỷ đồng, tương đương với 552,86 triệu đô la. Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 18.002 tỷ đồng, tương đương với 868,4 triệu đô la Mỹ. Trong đó vốn vay của Trung Quốc là 13,867 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 10 năm 2011. Giải ngân từ đầu dự án đến nay là 14.737 tỷ Việt Nam đồng và giải ngân năm 2020 là 161,2 nghìn tỷ đồng, đạt 29%. Quyết không chi thêm xu nào nữa cho tổng thầu đường sắt Cát Linh Hà Đông. Tin tổng thầu Trung Quốc đòi thêm 50 triệu để chạy thử đường sắt Cát Linh Hà Đông để bàn giao đã làm bàng hoàng tất cả những ai quan tâm đến vận mệnh đất nước. 600 triệu người dân Trung Quốc có thu nhập tháng chỉ 1.000 tệ, tương đương với 3,2 triệu đồng. Thế mà tổng thầu Trung Quốc xem 50 triệu đô la của người Việt Nam nhẹ như vỏ hến. 50 triệu đô la là 400 triệu tệ, đủ để trả lương cho 4 vạn người dân Trung Quốc trong một tháng. Thưa với chính phủ, thưa với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, thưa với lãnh đạo Hà Nội, không chi một xu nào nữa cả, buộc tổng thầu Trung Quốc phải thực hiện đúng hợp đồng 891,92 triệu đô la cho 13 km đường sắt Cát Linh Hà Đông là cái giá 3 lần cắt cổ, đúng như báo Lao Động đã gọi tên là một khúc xương 13 km không thể nuốt trôi. Trong trường hợp tổng thầu Trung Quốc không đồng ý chạy thử và không bàn giao thì chấm dứt hợp đồng, Việt Nam sẽ tự biết cách khai thác. Nếu chấm dứt tổng thầu Trung Quốc mà không có bàn giao, với tư cách của một công ty tư nhân phải tiếp quản công trình đường sắt Cát Linh Hà Đông để khai thác, thì công ty tư nhân sẽ hành động tiếp theo như thế nào? Dưới đây là một đề xuất gợi ý cho lãnh đạo Hà Nội từ suy nghĩ của một công ty tư nhân. Kiểm tra độ an toàn về kết cấu của tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, hy vọng là đủ an toàn để kết cấu chịu lực, và vì thực chất là một số cây cầu bê tông trên bộ, kiểm tra độ an toàn về đường ray, nếu chưa đủ an toàn và chưa đạt được thông số kỹ thuật thì sửa chữa cho đạt yêu cầu. Loại trừ vấn đề không an toàn về cài cắm thiết bị gián điệp, loại trừ trường hợp tương tự trường hợp Tổng thống Kadyrov của Chechnya bị nổ tung 9 tháng 5 năm 2004 do khủng bố chôn chất nổ trong bê tông khi xây sân vận động trước đó vài năm. Không dùng tàu của Trung Quốc vì các vấn đề hệ lụy kéo theo như công nghệ, vận hành, an toàn và phụ tùng là các căn bệnh kinh niên sẽ đau dai dẳng trong nhiều năm sau nữa, sẽ rất tốn kém và mệt mỏi.
mua mới tàu của châu Âu, loại tàu chỉ 2 toa, tương tự với tàu nối các terminal ở sân bay Singapore. Các đoàn tàu này sẽ không đắt tiền, ưu tiên nhiều chuyến ít toa hơn là nhiều toa ít chuyến. Vì do độc tuyến, không có các tuyến khác nối tiếp nên lượng khách hàng không nhiều. Vậy nên giai đoạn đầu chỉ chạy tàu 2 toa, 2 phút một chuyến. Khi đông khách sẽ nối thêm toa thứ 3, thứ 4 là đủ. Về mặt kinh tế chắc chắn sẽ không tốn kém như tàu Trung Quốc, lại tiện nghi hơn, hiện đại hơn và an toàn hơn. Vì tuyến ngắn độc tuyến nên giá vé đồng nhất cho toàn tuyến đi giống như tàu điện ngầm Metro ở Liên Xô trước đây chỉ khoảng 5 kopeck với ga nào cũng được, tới ga nào cũng được miễn là chưa ra khỏi Metro. Khi có nhiều tuyến liên thông thì sẽ bán vé đến từng ga. Vì thu nhập thấp và cần khuyến khích người dân sử dụng đường sắt trên cao nên giá vé phải hợp lý. Chẳng hạn như giá vé là 10.000 đồng cho một lần vào tuyến Cát Linh Hà Đông, xuống ga nào cũng được, lên ga nào cũng được, lượng hành khách chắc chắn sẽ tăng dần, lấy số lượng làm nhân tố quyết định doanh thu. Kiểm soát vé tự động khi vào ga, trên tàu không kiểm soát vé, điều này sẽ giảm mạnh số lượng nhân viên phục vụ. Đây là một nhân tố giảm chi phí khai thác rất đáng kể, sẽ không cần đến 700 nhân viên phục vụ như sử dụng tàu của Trung Quốc. Biết là khả năng ly dị với tổng thầu Trung Quốc là rất nhỏ nhưng không chi tiền nữa là điều bắt buộc. Biết là bỏ tàu Trung Quốc mà mua tàu 2 toa của châu Âu không mấy ai trong lãnh đạo giao thông vận tải dám nghĩ tới. Nhưng cũng le lói một phần ngàn tia hy vọng vào lãnh đạo Hà Nội vì ông Vương Đình Huệ từng giảng dạy kinh tế tài chính, lại có thời gian tu nghiệp ở Slovakia. Nên chắc chắn các suy nghĩ tương tự mà nhìn thấy đôi điều hợp lý rồi áp dụng chăng? Thấy thì có thể thấy được, dám làm hay không lại là chuyện khác. Biết là khó áp dụng nhưng vẫn phải đề xuất vì đường sắt Cát Linh Hà Đông là khối ung nhọt phải cắt bỏ. Nếu không cắt bỏ được thì cũng không được để nó di căn sang nơi khác. Không chi một xu nào nữa cho tổng thầu đường sắt Cát Linh Hà Đông. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.